Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, một người đã dành 40 năm cuộc đời phục vụ trong quân đội, người lính Cụ Hồ giản dị, khiêm nhường, tận tụy và trung liệt. Tháng 8 trên quê hương cách mạng Tân Trào. Mỗi ngày trung bình có trên 1 triệu người Việt Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ một ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trang trọng theo nghi thức quốc tang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban tang lễ. Nói về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Khả Phiêu, có thể khẳng định, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, ông đã dành 40 năm cuộc đời phục vụ trong quân đội, phần lớn thời gian trực tiếp chiến đấu và chỉ huy tại các chiến trường. Nói về ông, trước hết là nói về cuộc đời của người lính Cụ Hồ giản dị, khiêm nhường, tận tụy và trung liệt. Trung đoàn 66 Sư đoàn Anh hùng 304 là nơi người chiến sĩ Lê Khả Phiêu bắt đầu nhập ngũ và phấn đấu rèn luyện. Ngày nay, dù mọi thứ đã thay đổi, cơ sở vật chất của sư đoàn khang trang hiện đại hơn, nhưng bóng dáng ảnh hưởng của ông vẫn còn in đậm, là niềm tự hào của lớp lớp cán bộ chiến sĩ nơi đây. Là những người con, người cháu, tiếp bước cha anh trong cái tiếp nửa truyền thống của sư đoàn 304 Anh hùng, chúng tôi rất tự hào và tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn học tập và noi theo các tấm gương anh hùng của sư đoàn nói chung, trong đó là có tấm gương sáng của đồng chí Lê Khả Phiêu. Trung đoàn 9 Anh hùng cũng là đơn vị được gắn bó với đồng chí Lê Khả Phiêu trong một thời gian khá dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Là chính ủy, sau đó kiêm trung đoàn trưởng, ông đã trực tiếp cùng đồng đội cầm súng đánh giặc. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đồng chí đã chỉ huy trung đoàn tiến công làm chủ cố đô Huế và chốt giữ bảo vệ thành cổ suốt 26 ngày đêm khốc liệt. Tôi nhớ lại năm đầu xuân 1968, bác rời khỏi sở chỉ huy xuống thăm cái đại đội quân y, bác đến thấy thương binh ăn phải ăn cháo. Bác đã gọi chủ nhiệm hậu cần đến và bảo nay phải xuất một phần tiêu chuẩn gạo của tôi để cho thương binh. Khi gặp mặt ở các hội, ở hội trường thì nghe thấy bác Phiêu ra thì bắt đầu anh cả đã đến đấy, tất cả đã chiều mến tặng bác với cái câu anh cả. Gần 50 năm cầm súng chiến đấu đi qua các nẻo đường kháng chiến từ Bắc vào Nam và khắp các chiến trường Đông Dương, từ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rồi 10 năm giúp bạn. Đến khi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông vẫn gần gũi, giản dị và luôn nhắc nhớ cán bộ chiến sĩ vào thời bình tiếp tục phải gắn kết bên nhau, lấy dân làm gốc để giữ gìn, tỏa sáng bản chất anh bộ đội Cụ Hồ. Chiến tranh đã thế rồi, hòa bình cũng vậy. Phải lấy cái nhân dân làm gốc, mà tôi nói là tình đảng, tình dân với tình quân nó gắn bó với nhau lắm. Phải thấm thông cái đó. Và có như thế đấy, thì Đảng ta mới làm tròn cái nhiệm vụ của mình trước dân tộc. Là người lính dày dạn kinh nghiệm, đi qua các cuộc chiến tranh, kinh qua nhiều chức vụ, cho đến lúc đã nghỉ hưu, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn luôn là một người nhiệt huyết, hết mình cống hiến, có trách nhiệm với Đảng, với dân, với nước. Ông là tấm gương sáng ngời về người lãnh đạo mang chất lính bộ đội Cụ Hồ, cả đời cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 tại nhà tang lễ quốc gia, lễ an táng vào lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8, chúng ta không thể không nhớ tới Tân Trào, căn cứ địa cách mạng của cả nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, quyết định vận mệnh dân tộc. Đã 75 năm trôi qua, nhưng với người dân ở Tân Trào, những sự kiện lịch sử trong cách mạng tháng 8 diễn ra tại địa phương vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức và được người dân nơi đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, người dân Tân Trào hôm nay đang tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước. Người đã chọn xã Tân Trào làm thủ đô khu giải phóng, căn cứ địa cách mạng của cả nước. Nơi đây dưới gốc đa Tân Trào, chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, Việt Nam Giải phóng Quân đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của 60 đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội cùng nhân dân xã Tân Trào. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản quân lệnh số 1 và ngay sau đó, Việt Nam Giải phóng Quân đã lên đường qua Thái Nguyên tiến về giải phóng Hà Nội. Trong ký ức của người dân xã Kim Long, nay là xã Tân Trào, cuộc sống ngày ấy dù khó khăn, gian khổ nhưng luôn rực sáng niềm tin cách mạng, bừng bừng không khí đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày đó chúng tôi chẳng biết Bác Hồ là ai đâu, chúng tôi gọi ông Ké thôi. Chúng gọi ông Ké thôi, về sau này kể cả khi Quốc gia Đại hội cũng không biết là Bác Hồ đâu. Mà đến lúc mãi năm 46 mà đi rút ảnh của Bác Hồ về thì chúng tôi biết Bác Hồ. Bây giờ đất nước là hòa bình, độc lập, đấy, thống nhất non sông này mất dài. Thế ngày hôm nay nước nhà đổi mới lại xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên chúng tôi phấn khởi lắm. Nhân dân ở đây rất phấn khởi. Rất cảm ơn cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước luôn lo liệu cho đồng bào dân tộc ở trên vùng cao. 6 năm trước, Tân Trào đã là xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới. Đến nay vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trên 4 lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và thương mại. Đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 32 triệu đồng. Trên 94% hộ dân đã được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Xã không còn nhà tạm, nhà rột nát. Thì là trong thời gian tới đối với các ủy chính quyền cũng đã chỉ đạo đấy các tổ nhân dân làm thay đổi cái về cái quy mô cũng như là cái phát triển công tác kinh tế xã hội theo hướng là ngành nghề sản xuất tập trung, đấy, không sản xuất tập thể, quy mô sản xuất theo quy mô và theo hướng hữu cơ hóa để nâng cao giá trị của sản phẩm. Xã Tân Trào phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,6%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên mức 50 triệu đồng mỗi năm. Toàn xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí còn thấp, từng bước đưa xã Tân Trào từ địa chỉ đỏ trở thành khu du lịch quốc gia. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, mùng 2 tháng 9 năm nay rơi vào thứ Tư nên người lao động nghỉ một ngày, không có nghỉ bù. Đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh một ngày. Từ năm 2021, theo Bộ Luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, người lao động nghỉ 2 ngày trong dịp này là mùng 2 tháng 9 và thêm một ngày liền kề. Việc lựa chọn ngày mùng 1 tháng 9 hoặc mùng 3 tháng 9 do Bộ Lao động Thương binh Xã hội tham mưu và Chính phủ quyết định tùy theo từng năm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hơn 80% học sinh các lớp đầu cấp ở Hà Nội đã hoàn thành đăng ký tuyển sinh qua hình thức trực tuyến. Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, các trường tiếp tục tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp để phục vụ phụ huynh không có điều kiện về công nghệ thông tin, đồng thời tiếp tục nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển. Năm học 2020-2021 là năm thứ 5 Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6. Lần thứ 2, Hà Nội áp dụng hình thức xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 trung học phổ thông, đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân thủ đô, nhất là trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Cục Tin Hóa học Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 11 giờ ngày 11 tháng 8, số lượt tải ứng dụng Bluezone đã đạt 15,7 triệu lượt, tăng 15,5 triệu lượt tải so với thời điểm ngày 25 tháng 7. Như vậy, mỗi ngày trung bình có thêm 1 triệu người Việt Nam cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone. Theo đó, Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cao nhất cả nước với 34,13%. Tiếp đến là Hà Nội 23,83%, Quảng Ninh 22,61%, Thành phố Hồ Chí Minh 22,05%, Bắc Ninh 17,84%. Tổng số người dùng ứng dụng Bluezone tại 5 địa phương dẫn đầu cả nước này là 4,8 triệu người. Vừa qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học, gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực ở sở tại, một số doanh nhân trí thức. Theo yêu cầu công tác trong nước, công dân xuất cảnh ngắn hạn gặp khó khăn về nơi ở, tài chính và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện biết bao tấm gương tiêu biểu, những hành động đẹp, sự cảm thông chia sẻ, tất cả với mục đích chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Câu chuyện của nữ y sĩ Thiếu tá Dương Thị Tung ở Trung đoàn 126, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, trung tâm cách ly số 1 của tỉnh sau đây là một ví dụ. Đây là lần thứ 7, Thiếu tá Dương Thị Dung cùng với các đồng đội tại trung tâm cách ly số 1 của tỉnh phải xa gia đình để theo dõi, chăm sóc các công dân thực hiện cách ly y tế. Là người vợ, người mẹ với bao công việc bộn bề, nhưng mỗi lần đón nhận người cách ly, chị Dung lại phải gác công việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ, dù nhà chỉ cách đơn vị vài km. Trong lần cách ly thứ 7 này, chồng phải cấp cứu trong bệnh viện, song vì yêu cầu công việc, chị không thể rời trung tâm, mọi liên lạc với gia đình đều qua điện thoại. Anh, tình hình ra viện còn đau không? Đau ở mạng sườn à? Thôi anh về chịu khó điều trị, em chắc phải hết đợt thì em mới về được. Anh về, anh dặn các con là ở nhà học hành xong là cơm nước ăn uống cho đầy đủ nhé. Với nhiệm vụ chống dịch như chống giặc cho nên là chúng tôi cũng phải dẹp hết tâm tư nguyện vọng của bản thân gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trong khu cách ly. Anh Lê Hồng Chuyên, chồng chị Dung mới được xuất viện ngày 11 tháng 8. Suốt 10 ngày nằm viện, một mình điều trị tại bệnh viện 108, không có vợ ở bên chăm sóc, nhưng anh vẫn rất vui vẻ và tự hào về người vợ, người mẹ đã có những đóng góp chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Mình là viên chức, giờ là cộng thêm viên chức làm mẹ nữa. Thế nên là mình coi là giờ là về công tác này, giờ là mình rất vất vả. Thế nên nhưng mà mình động viên vợ mình cũng luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Trong cái thời gian tôi vừa rồi tôi nằm viện không có vợ con chăm sóc thì mình cũng phải cố gắng, nhưng mình cũng nghĩ cũng chạy nặng, thiếu cái tình cảm, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng. Thế là cái nhiệm vụ chung của toàn quốc thôi. Con dâu đi trực thì con trai ở nhà ốm, con trai phải đi viện thì tôi cũng có khóc, bởi vì là thương con trai mà lại con dâu thì không về được chăm sóc chồng thì tôi cực là nó ốm trong cái dịp này. Lúc bây giờ tôi suy nghĩ thì tôi cực thân một tí thôi, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là nghĩa vụ bây giờ cả nước như thế này nữa, mà nhà mình có một cái ý riêng này thì mình sẽ phải vượt qua thôi. Những hành động đẹp của nữ y sĩ Thiếu tá Dương Thị Dung cùng đồng đội đã và đang góp phần lan tỏa, là động lực để tiếp lửa cho những người trên tuyến đầu chống dịch, tuyên truyền người dân cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Dù đã sử dụng đến giải pháp chốt chặn kết hợp tuần tra, ghi hình, trong thời gian qua, tình trạng xe khách lập bến cóc, bắt khách dọc tuyến đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội vẫn diễn ra phổ biến. Trước tình hình này, lực lượng chức năng phụ trách tuyến đường đề xuất lắp camera toàn tuyến để phục vụ công tác tổ chức giao thông xử lý vi phạm. Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lượng khách giảm, các nhà xe có hiện tượng nhận hàng hóa dọc đường, trung chuyển về các tỉnh để gỡ vốn. Để ngăn chặn hiện tượng trên cùng với việc tuần tra xử lý trực tiếp, đội cảnh sát giao thông số 6 đã tăng cường phạt nguội, tuy nhiên không thể ra quân hết trên toàn tuyến, cũng như kiểm soát tăng cường 24/24 giờ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang hệ thống lại các đề xuất của cơ quan liên quan để xây dựng phương án kinh phí, kết nối dữ liệu liên thông để triển khai lắp đặt camera giám sát, phục vụ công tác phạt nguội. Trong 7 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản 332 trường hợp, phạt tiền gần 538 triệu đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 56 trường hợp, tước phù hiệu xe tuyến cố định 13 phương tiện tại khu vực bến xe Mỹ Đình, trong đó 38 trường hợp xe đón trả khách không đúng quy định và 174 trường hợp xe dừng đỗ không đúng nơi quy định. Thưa quý vị và các bạn, những công trình kiến trúc, các bức bích họa hay đơn giản chỉ là những tác phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ được tạo ra với mong muốn được làm đẹp thêm cho không gian công cộng. Thế nhưng nay chúng lại bị làm bẩn, bị phá hoại bởi chính ý thức của một số người.
hình ảnh lung linh của các bức tranh gốm sứ ở nắp cống hố ga trên phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội đã dần bị thay thế bằng những mảnh vỡ bong chóc hư hỏng như thế này. Thay vì thông điệp ban đầu kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước, thì nay những bức tranh này lại làm cho nơi đây mất mỹ quan hơn. Ngoài nguyên nhân khách quan do mưa gió thời tiết thì còn nằm ở ý thức của người dân. Mọi người có lẽ là không có ý thức lắm, cho nên là đã dẫm vào và không tránh ra, gây ra hư hỏng trong cái thời gian rất ngắn. Bức tranh thì nó lại nằm ở dưới đất. Nhiều khi là người ta đi, người ta cũng không để tâm đến cái bức tranh ở dưới đất đâu. Bao nhiêu công kỳ công như thế mà cuối cùng mình không bảo quản được, thật sự là cũng rất là phí phạm. Còn đây, con đường gốm sứ ven sông Hồng vẫn còn đang là kỷ lục bức tranh gốm dài nhất thế giới với bao tâm huyết của rất nhiều người, cũng đã trở thành bãi đổ rác, nơi đốt rác thải sinh hoạt hay thậm chí là kho chứa đồ. Đây là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu ý thức của người dân và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Do ý thức của người dân ấy, thì họ thường xuyên đi qua, họ vẽ bậy rồi là vứt rác vừa bãi, cũng như là tác động lên nó thì khiến con đường này từ khi nó rất là đẹp bây giờ cảm thấy nó là xuống cấp, rất là trông nó rất là mất mỹ quan. Nếu như chính quyền vào cuộc một cách nhanh, kịp thời và xử lý ngay, làm gương với một vài những cái cá nhân nào đó mà trở thành là cái chuyện rằng là nếu như mà động đến những cái công trình công cộng như vậy thì có thể bị chính quyền xử phạt. Thậm chí là nếu mà phá hại nặng mà đến trên 2 triệu thì có thể hình sự hóa. Theo các chuyên gia, cần phải thay đổi nhận thức của người dân về tác phẩm nghệ thuật công cộng, ngăn chặn ngay tình trạng cha chung không ai khóc, người ra sức giữ gìn, người lại phá hủy bởi những tác phẩm đó chẳng của riêng ai. Những cái hiểu về cái tôi cá nhân ý, nó chưa rõ. Cho nên là người ta thích làm cái gì người ta làm, cái đó là phải ngăn chặn ngay. Thì cho nên chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của mọi người. Ai mà quản lý cái cung đường này thì nếu anh mà để cho nó hư hỏng một cách vô lý, anh phải chịu trách nhiệm. Đã đến lúc cần lên án và có những chế tài xử phạt nghiêm những hành vi phản cảm, thiếu trân trọng với các tác phẩm, công trình nghệ thuật của một số người, làm xấu đi hình ảnh thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình trạng phát phá lấn chiếm đất rừng tự nhiên trái pháp luật có chiều hướng gia tăng trên địa bàn một số huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, dù các cơ quan chức năng đã mạnh tay xử lý. Tính đến hết tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra 112 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tăng 40 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Theo đánh giá của ngành chức năng, nguyên nhân chủ quan là nhiều hộ đã cố ý lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng rừng kinh tế. Người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên để mua bán hoặc chờ đền bù giải phóng mặt bằng khi mở rộng đô thị khu, điểm du lịch. Bên cạnh đó, cũng do ảnh hưởng của dịch, một lượng lớn lao động mất việc làm từ các tỉnh, thành phố và nước ngoài đã trở về địa phương và tham gia vào việc phá rừng. Nhằm ngăn chặn các hành vi gây tổn hại tới rừng, lực lượng kiểm lâm Lào Cai đã tích cực tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ rừng. Thì cục kiểm lâm cũng đã phối hợp cùng với cả cấp ủy, chính quyền các cấp là tập trung triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân, để cho nhân dân hiểu và nắm rõ được rằng cái chủ trương của nhà nước hiện nay là bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, kể cả là rừng tự nhiên nghèo kiệt. Thế và đồng thời nữa là chúng tôi cử cán bộ cùng với cái cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là lãnh đạo các thôn đi rà soát từng cái khu rừng một để kiểm tra xem là những cái khu vực nào là đất trống, những khu vực nào mà đủ điều kiện để người dân phát dọn thực bì để trồng cái cây lâm nghiệp. Chúng tôi cũng áp dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền cùng với cấp ủy chính quyền, rồi phát trên các cái loa phóng thanh của xã, các cái bản tin, rồi các cái tình hình về thời tiết, khí hậu, rồi tình cái quy định mới về luật lâm nghiệp để cho nhân dân nắm được. Diện tích rừng tại Lào Cai không ngừng tăng qua các năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 357.000 hecta rừng. Tỷ lệ tán che phủ rừng đạt 55,63%. Chi cục kiểm lâm tỉnh cho biết, thời gian tới, các địa phương và các ngành chức năng sẽ nghiêm khắc xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.